Quyền Linh xin chào đón quý vị đến với chuyên mục Nấu Gì Hôm Nay. Quý vị thân mến, khi nãy Quyền Linh đang ngồi ngoài kia thì nghe chị Thiếu Anh nói rằng hôm nay bữa cơm gia đình chúng ta sẽ chuyển đổi, không ăn cơm nữa mà đổi sang ăn cháo. Không biết món cháo ngày hôm nay là món gì đây? Xin chào chị Thiếu Anh. Xin chào chị. Dạ. Hôm nay chị chuẩn bị món cháo gì? Thấy bày trí có vẻ hấp dẫn quá nhỉ? Vâng, xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Nấu Gì Hôm Nay. Quyền Linh biết không? Trời nóng được như thế này thì ăn cơm hoài cũng ngán, cho nên mình muốn ăn cháo. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm món cá cháo cá lóc với kim châm. Chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu để làm món cháo cá lóc kim châm này thì gồm có một con cá lóc. Mình chọn loại cá lóc nhỏ một chút, phải dưới 1 kg thì nó ngon hơn là cá quá lớn. Nguyên liệu thứ hai là kim châm. Mình chọn cái loại khô có một cái nhân trong á. Nếu như mà mình mua về mình rửa sạch rồi mình chỉ nấu không thì cháo nó sẽ bị đắng. Cho nên mình phải lấy cái nhân này ra. 5 tép hành, một củ hành tây và một ít ngò rí, thêm khoảng 3 củ hành hước, người ta gọi là hành hước hay là hành tím cũng được. Để chút xíu rồi để mình làm mình cũng tạo hương cho gạo. Rồi sẽ không thể thiếu được hạt nêm từ nấm và rong biển, giúp cho món ăn của chúng mình tươi mát và thanh ngọt tự nhiên. Rồi muối, đường, tiêu, dầu ăn và nước mắm chấm ngon. Gạo thì mình sẽ gút sơ đi. Nếu mình gút nhiều quá thì mất chất bổ, cho nên mình vo cho sạch, rồi mình để ráo, sau này mình rang. Bây giờ Huyền Linh mở nước sôi lên cho chị. Bếp này. Cái gì chứ mở nước sôi mở liền. Rồi mình sẽ làm cá. Thì Huyền Linh phải nhớ. Cá này mình phải làm cho thật sạch. Mình sẽ dùng phi lê cá để nấu cháo. Và xương cá với là đầu cá thì mình dùng để nấu nước dùng. Nước sôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho xương cá và đầu cá vào. Mình sẽ nấu trong khoảng 5 phút để mình lấy cái nước dùng này. Chị Thiếu Anh chọn cá hay thiệt, làm bây giờ 15 phút rồi mà con mắt con cá nó còn chớp. Cá lóc mình phải chọn tươi. Như vậy nó mới tươi đúng không chị? Vâng. Rồi bây giờ trong lúc mà mình chờ nước sôi thì để tạo hương, mình sẽ cho một củ hành tây, mình cắt làm 4. Rồi bây giờ Huyền Linh giúp chị ha. Huyền Linh giúp chị cho hành tây vào trong nồi cá đó luôn. Chỉ có nhiêu đó thôi hả chị? Đơn giản cho hành đơn tây vào. Đơn giản. Còn nguyên cục này luôn hả chị? Chiên luôn. Cho nó tạo hương thôi. Chào tạo hương. Cái gạo này mình đã vo sạch như chị nói rồi. Và cho dầu vào chảo, mình rang gạo. Dầu mình chỉ cho một chút để làm cho thơm cái hành thôi, chứ không phải cho dầu nhiều. Dầu nóng rồi, mình cho hành vào. Chút hành. Mình rang hành cho vừa vàng, vừa tới, vàng tới. Không thì nó khét. Cho nó thơm. Rồi bây giờ mình cho gạo vào. Gạo mình rang cho nó vàng sơ. Rồi, mà bây giờ chị Thiều Anh đổ Huyền Quyền Linh. Biết vì sao mình nấu chảo mình phải rang gạo không? Rang gạo cho nó vàng. Không để cần nó vàng lắm, nhưng vì sao mình phải rang? Rang để đừng cho nó nở tới lét ra, đúng không chị? Rõ là một điểm quá giỏi. Với lại để cho nó rang, khi mình rang, rang mình nấu lên nó đừng nở hoa, nó rất là đẹp. Thơm. Bây giờ Quyền Linh thấy gạo mình rang đã vàng tới rồi đó. Bắt đầu nó vàng rồi. Vàng tới rồi thì bây giờ mình tắt lửa ha. Mình tắt lửa và mình sẽ cho gạo vào trong nước dùng. Thì nước dùng á là mình đã, chị Thiều Anh đã chuẩn bị sẵn một nồi nước dùng lược lại. Rồi Quyền Linh bỏ vào giùm chị ha. Bây giờ mình nêm một chút xíu muối, khoảng muỗng cà phê đường và mở lửa nhỏ để cho gạo nở. Rồi bây giờ bước tiếp theo làm gì? Chúng ta sẽ làm cá. Làm cá tiếp. Thì cá lóc mình đã lấy hết xương rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sắc từng miếng xẻo như thế này, dài khoảng 2 ly. Cá lóc nó rất là mau chín, nếu như mà mình cắt mỏng quá đó Huyền Linh. Thì Quyền Linh mình bỏ vô nó nát, nó ăn nó không ngon, nó không có dai. Mình sẽ đập đầu hành mình ướp vào đây. Và mình nêm một chút xíu tiêu, một chút xíu nước mắm chấm ngon.
nó mặn chậm ngon quan trọng lắm đó. Món ăn mình mà nếu mà nước mắm không ngon thì nó sẽ mất hết đi cái chất lượng của món ăn. Hương của cá và cái hương của mùi hành nó bắt đầu nó lan tỏa khắp căn phòng này rồi. Bây giờ thì chào mình hơi đói bụng rồi đó. Đói bụng rồi hả? Chào nóng rồi. Chúng ta sẽ cho xào kim châm. Mình cho 2 muỗng dầu ăn. Thì bây giờ kim châm này á là như chị Thủy Anh hồi nãy có giới thiệu với Quyền Linh và các bạn là trong kim châm này sau khi mình ngâm ra nó nở rồi thì nó sẽ có cái tim. Cái tim này mình phải xẻ ra và mình ngắt đi. Rồi. Và bây giờ dầu đã nóng, mình cho hành vào. Hành thơm rồi phải không? Thơm rồi, bây giờ mình cho kim châm vào hả? Đúng quá. Thì đây mình đã chuẩn bị sẵn một nồi nước dùng cá rất là thơm ngon. Và gạo mình cũng đã chuẩn bị sẵn, đã nở rồi. Thì chị sẽ nấu đây một nồi chảo. Cho vào luôn. Rồi, cho vào đi. Ai mà có hơi cảm xúc nhẹ nhẹ chút xíu á, ai mà có mệt mỏi chút xíu đó, em bảo đảm ăn một cái tô cháo cá lóc kim châm này xong là người thấy khỏe ra hả? Khỏe. Dạ. Rồi, bây giờ có lẽ là nước cũng đã sôi rồi. Có lẽ nước sôi rồi, bây giờ chị nhờ Quyền Linh cho cá vào. Em đang chờ cái tiết mục này nè. Tiết mục cho cá là thấy là gần đến hoàn thiện cái nồi cháo cá rồi. 2 muỗng hạt nêm từ nấm và rong biển để tạo thêm hương vị tươi mát và thanh ngọt tự nhiên cho món ăn. Ta nhớ là chúng ta quậy nhẹ nhẹ thôi, không thì nó nát cá ra hết. Và mình cá lóc cũng rất là mau chín. Và mình cho thêm một chút nước mắm chấm. Và bây giờ chúng ta rắc ngò rỉ lên, rải tiêu lên là mình có thể mời được một món chảo ngon cho khách mời của mình rồi, phải không Quyền Linh? Của chúng ta hôm nay là nghệ sĩ Quang Minh Hồng Đào, chắc chắn rằng nghệ sĩ Quang Minh Hồng Đào sẽ khen cái món cháo của chị. Cháo cá nấm cháo kim châm. Cháo cá nấm kim châm. Nấu xong rồi cái thịt cá nó còn vẫn còn trống trắng hồng cái gì còn ha. Còn trắng hồng vì cá mình rất là tươi. Và mình nấu lâu như vậy mà gạo vẫn giữ nguyên. Nước không có bị đục. Là do mình rang gạo đó. Do mình rang gạo đó. Và Quyền Linh có nghe mùi thơm của chảo bốc lên không? Em chẳng nghe mùi thơm gì chứ, chẳng có hương hoa gì chứ. Điều nó quá thơm thôi chứ. Cảm ơn quá là thơm. Rồi, mình thêm chút tiêu nữa nha. Rồi, cháo cá nước cơm châm đã hoàn thiện. Không còn gì ấn tượng bằng tô cháo này. Xin gửi tặng 2 vị khách mời đặc biệt chúng tôi. Đây. Cháo cá thì em nghe nhiều lắm nhưng mà kim châm là lần đầu tiên em nghe chị. Cháo cá kim châm có nghĩa là nấu với nấm hả chị? Nấu gọi là kim châm khô. Nấu kim châm dạ. Mình có vẻ vẻ bối rối với tô cháo. Quá bối rối. Thơm quá. Cái mùi thơm là quá trời. Hôm nay là chị Đào sẽ phải học cái công thức hay là anh Minh học công thức nào đây? Là chị. Cái này mình đi diễn về đó anh. Mình ăn một chén cháo này chắc chắn nó sẽ khỏe. Chị đi về Việt Nam một tuần đây rồi, tại vì đồ ăn Việt Nam ngon quá nên ăn nhiều rồi vô đây. Chị xong phải tập gấp đôi nha chị. Dạ. Ăn đầy bụng một cái con cháo là tuyệt vời. Dạ, ăn miếng chanh vô. Đây, miếng chanh này. Đây, em xin.